cần phải giới thiệu nhiều. Đã vào đây là các bạn sẵn sàng đón nhận những video hoặc là bổ ích hoặc là cởi sớp mặt rồi đúng không? Với giới giàu và siêu giàu thì họ chơi siêu xe cũng giống như con chúng ta chơi ô tô điều khiển từ xa vậy. Như câu chuyện về cô nàng Cardi B sẵn sàng mạnh tay tậu về 29 con siêu xe dù không hề biết lái xe, đơn giản chỉ vì muốn chụp ảnh cùng dàn đội chơi cao cấp của mình mà thôi. Người thở ra tiền thì nói gì cũng đúng anh em ạ. Tuy nhiên, không phải ai cũng coi siêu xe như đồ chơi, có những người coi đây là tài sản dành dụm cả nửa đời mới mua được nên họ quý xe còn hơn quý con. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn có những khoảnh khắc đen đủi ngoài ý muốn xảy đến với con cưng của họ. Chúng ta hãy cùng xem thế nào là nhà giàu cũng khóc nhé. Để không làm các bạn thất vọng hay chờ đợi lâu hơn nữa, thì chúng mình đã sẵn sàng bắt đầu series về những chiếc siêu xe số nhỏ nhất thế giới ngay bây giờ đây. Trên siêu xe. Không biết ông anh này là con dai cưng của mẹ được ông bà già tào lò hết hay sao mà chơi cái trò này với con siêu xe của mình. Anh ta dừng lại và bắt đầu nhảy lên xe của mình như một hành động cố ý phá hoại đến mức kính xe vỡ tan. Đương nhiên lúc này mọi người sẽ dồn mọi sự chú ý về anh ta rồi, nhưng không phải vì chiếc xe kia mà vì hành động điên khùng của chủ nhân nó. Người bạn gái thì khỏi cần nói, vô cùng hốt hoảng và đúng kiểu không hiểu thằng bồ giờ hơi của mình đang làm trò gì nữa. Chiếc xe này quả thực xui xẻo khi có một người chủ như vậy. Anh chán xe rồi thì anh cho em đi, chứ sao lại chơi trò đấy hả anh trai ơi? Nếu anh em vào vai cô bạn gái thì anh em sẽ làm gì đây? Có nên đấm cho anh trai đó không ta? Comment câu trả lời của anh em vào dưới video nhé. Còn thì ta tiếp tục sự nghiệp đảo bới những pha chơi ngu đau phí nào. Lamborghini gặp nạn. Ghen tức ở là bản tính vô cùng xấu xa nhưng ai cũng mắc phải. Có người thì ghét ngầm trong lòng thôi, nhưng cũng có người vì quá cay cú mà thể hiện cực đoan. Như trong video này, người chủ nhân của chiếc Lamborghini đã phải đối mặt với một quả tạ từ trên trời rơi xuống trong khi ông ấy chẳng làm gì sai. Một người đàn ông áo xanh qua đường, không biết vì hận thù cá nhân hay chỉ là thói ngứa mắt khi thấy người ta có những thứ mình không có, đã thẳng tay ném đá vào con siêu xe. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Chơi thế này là chơi ngu rồi anh gì ơi. Anh em nhớ nhá, đi uống rượu bia đến lúc say thì gọi ngay taxi về nhà, chứ đừng có lang thang ngoài đường kiểu mà gây họa khổ vợ con. Vớ vẩn đang say lại ném đá vào siêu xe bạc tỷ thế này thì các cụ gánh còng lưng cũng không đội nổi anh em nhỉ. Đi đường quanh siêu xe. Quả thực nếu bạn đã dành dụm cả đời để mua được một chiếc siêu xe thì cũng nên mua thêm bộ áo giáp cho nó để tránh tai nạn. Ở video trên là một minh chứng hùng hồn cho việc siêu xe cần áo giáp như thế nào, anh em có công nhận không? Còn ở trường hợp này, có vài thanh niên ngông cuồng bốc đầu và đánh võng trên đường. Rồi thôi xong, cái gì đến cũng phải đến thôi các ông ạ. Mấy thanh niên đâm thẳng vào chiếc siêu xe trên đường. Thật khó để tránh khỏi những trường hợp như thế. Ông quản con ông còn chả xong nữa là đòi ra đường quản thiên hạ. Tuy nhiên, rõ ràng những hành động như thế này cần phải trả giá để lần sau bọn này còn biết sợ. Luật pháp không trị được thì luật dừng. Mình nhìn mình còn thấy cáo thay chủ nhân của siêu xe, quả táo nhãn lồng thôi. Nguy hiểm cận kề bên những chiếc siêu xe. Hầu hết mọi người sẽ không biết cảm giác sở hữu chiếc siêu xe là như thế nào. Nhưng nếu là mình thì chắc đỗ xe ở ngoài lần nào sẽ như ngồi trên đống lửa lần đó. Lại là một trường hợp các thanh niên chơi ngu ngông cuồng. Mình không hiểu ở nước ngoài tại sao lại có nhiều trường hợp như thế này xảy ra như vậy. Bảo hiểm xe thì chắc chắn ai cũng phải mua, gây ra tai nạn thì ai cũng phải đền. Nhưng chắc là những thanh niên nghĩ rằng làm ra trò này ngoài đường sẽ không ai bắt được chúng nó hay sao ấy. Chơi parkour trên siêu xe thế này thì máu liều của các ông cao như Landmark 81 rồi. Tóm lại nếu có đèn thì chỉ khổ ông bà già ở nhà dọn rác cho thằng con thôi. Mình biết các bạn cũng đang nóng mắt với mấy thằng cu con này lắm đấy. Kỹ năng lái xe không tỷ lệ thuận với túi tiền. Lần này thì tai nạn không đến từ vị trí các thanh niên chơi ngông mà ngay từ chủ nhân của những chiếc siêu xe.
Camera tại cửa hàng xe ghi lại hình ảnh một anh chàng ngồi thử xe. Mình không biết anh ta đã thanh toán chưa mà liều lĩnh thắng ga phi thẳng đâm vào cửa kính thế này. Anh em nào đã từng đi mua xe cho mình biết tí cảm giác xem chứ mình thì mới đủ tiền mua một cái bánh nên không dám phán gì nhiều ngoài một từ thốn. Mình thì mình lại thấy thương cái xe hơn anh chàng này, chưa kịp ra ngoài hứng bụi khoe mẹ với thiên hạ thì đã gặp tai nạn. Lại còn mang tiếng chiếc xe đen đủi và chắc gì đã có ai dám sở hữu sau này. Mấy ông chơi hẹ bán buôn đã từng gặp khách hàng nào như vậy chưa? Kể cho chúng mình nghe câu chuyện của bạn ở phần bình luận của video này nhé! He needs some milk. Ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa. Đôi khi có những tai nạn bất ngờ đến nỗi bạn chưa kịp nhận ra có chuyện gì, chưa kịp phản ứng với sự cố thì thôi xong. Chẳng điều gì có thể nói trước, nhất là với những tai nạn mình không kiểm soát nổi như thế này. Anh em nào có siêu xe thì đi ra đường nhớ khấn ông bà ông vải trước nhé, chứ sai một ly đi một dặm, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Sảnh ra một tí là móp xe phải gọi cấp cứu như thế này rồi đây. Nhìn con xe hồng mướt mượt thế kia mà thành ra như tờ giấy nhàu, phải để anh xe tải cầu đi nó có sót không cơ chứ. Thổ lộ bình an mà hạ lộ thì nằm yên là đây chứ đâu. Anh em nghĩ sao về con xe màu hồng nam tính này? Cánh mẻ dâu nên sở hữu một chiếc cho nở mông nở đít. À không, nở mày nở mặt nhé. Hiểm họa từ thiên nhiên. Hình ảnh ngập lụt không còn xa lạ gì với mọi người ở Việt Nam. Nhưng đừng quên rằng trên thế giới cũng như vậy. Dù tỷ lệ ngập lụt có ít hơn thì cũng không có nghĩa rằng nó không thể xảy ra. Bạn đi con xe lít giữa đường phố Hà Nội ngày mưa đã thấy xót xa rồi, nói gì đến chủ nhân của chiếc BMW này. Thế nên tốt nhất đã đủ tiền mua siêu xe thì cũng nên mua dự phòng thêm con xe ghẻ khác nữa để đi vào những hôm thời tiết như thế này anh em ạ. À. Tiếp theo là hình ảnh người tài xế phải dừng xe giữa đường để múc bớt nước từ trong xe đổ ra ngoài. Đấy, đến mình cũng thấy xót xa anh bạn mà vẫn không thể nhịn được cười. Hàng bể là do lỗi vận chuyển. Vừa trải qua khoảnh khắc trong mơ khi mới tạo được con ferry vàng sáng bóng chói lóa thì thanh niên đã lập tức nhìn thấy ác mộng. Ngay sau khi được đưa lên xe tải để chính thức về tay chủ nhân, một sự cố không tưởng đã xảy ra khi thùng xe tải bị sập khiến con ferry rơi ngay xuống đất. Tai nạn xảy ra ngay từ khi chưa kịp lăn bánh trên đường chứng tỏ thanh niên áo vàng này quá yểu mệnh. Mình không biết sau vụ này chủ nhân của chiếc xe có dám mạnh chân ga không chứ mình là mình thấy có điểm xui rồi. Lần sau bỏ được tiền ra mua xe rồi thì nhớ bỏ thêm thời gian ra để xem ngày đẹp đi nhận xe anh bạn nhé. Vâng, vừa rồi là 8 khoảnh khắc khó rỡ của những chiếc siêu xe siêu nhỏ bậc nhất hành tinh. Có những tai nạn do chơi ngông của lũ loi choi, cũng có những tai nạn đến từ chính chủ nhân của chiếc xe đó. Dù là vì lý do gì thì hẳn chúng ta cũng đều thấy xót ví thay phải không ạ? À? Có bạn nào đã được tận mắt chứng kiến một siêu xe gặp tai nạn thì comment ngay câu chuyện xuống bên dưới để anh em chúng mình được mở rộng tầm mắt nhé!